Mùa đông để chúng ta trang trí và kể chuyện. Thế con có muốn là người đầu tiên không, JJ? Con quên của con rồi. Mẹ con đang mang tới cho con. Được rồi, bắt đầu thôi. Vào tiệc mùa đông năm nay, cô muốn vớt cao ra đầy vùng. Một ngôi sao lấp lánh ở trên ngày. Ai á? Con sẵn sàng chưa, JJ? Dạ chưa. Được rồi, Nico, đây là lượt của con. Vào tiệc mùa đông năm nay, mình muốn ăn bắp nô và xem phim. Bán cao đầy trong vó, một ngôi sao lấp lánh ở trên cây. Xem nào, khơi đi, đến con rồi. Vào tiệc mùa đông năm nay, mình muốn nếm những cái bánh thật thơm ngon. Bắp nô và xem phim, tam kêu đầy trong vó, một ngôi sao lấp lánh ở trên cây. Sẵn sàng chưa, JJ? Dạ chưa. Vậy lần này là Nina nhé. Yeah. Vào tiệc mùa đông năm nay, em mua giấy đen đỏ và xanh. Những cái bánh thật thơm ngon, bắp nô và xem phim cùng bánh kẹo đầy trong vó, một ngôi sao lấp lánh ở trên cây. Được rồi, bao la đến được con. Vào tiệc mùa đông năm nay, em muốn chơi trong tiệc thật lâu. Tiếng đó với đẹp
chơi bánh thật thơm ngon, bóp nô và xem phim cùng bánh kẹo đầy trong vờ. Một ngôi sao lấp lánh ở trên cây. Sẵn sàng chưa JJ? Dạ chưa. Được rồi, để JJ đi. Vào tìm mùa đông năm nay, em muốn sẽ được chơi ba lan, chơi đồ trong tuyết đen đó với đèn sao. Những cây bánh thật thơm ngon, bắp lô và xem phim cùng bánh kẹo đầy trong vò. Một ngôi sao lấp lánh ở trên cây. JJ, đến lượt con rồi đó. Vào tiệc mùa đông năm nay. JJ. Mẹ ơi. Hả? Vào tiệc mùa đông năm nay. Em muốn nhà đến cạnh bên. Muốn được chạy ba lê, muốn chơi đùa trong tuyết. Xem phim những cây bánh thật thơm ngon, bánh kẹo đầy trong vở. Một ngôi sao lấp lánh ở trên cây. Ba và con hứa dành hết ngày cùng nhau. Ngày hôm nay sẽ cho ba và con bạn thân à, không xa rời. Bạn thân à, không xa rời. Bách bóng thật vui với bạn nhỏ của ba, rồi hướng dẫn chúng ném xa. Làm ba chúng ôi vui làm sao, và dìu ra chung lớn khôn. Thích sửa đồ đạc cùng với ba lắm. Ba rõ cần phải làm gì? Làm con của ba vui làm sao, thương chiều anh em chúng ta. Ngày hôm nay sẽ cho ba và con hứa dành hết ngày cùng. Ngày hôm nay sẽ cho ba và con bạn thân à, không xa rời. Bạn thân à, không xa rời. Luyện tập cùng mấy nhóc thật là vui, vì giúp chúng lớn khỏe mạnh. Làm ba chúng ôi vui làm sao, chan hòa ba thương bên nhau. Con muốn được nhảy tóe nước thật to ở một cái hồ bơi. Thật là thích thú khi chơi cùng con. Ba tuyệt vời của hai chúng con. Ngày hôm nay sẽ cho ba và con hứa dành hết ngày cùng nhau. Ngày hôm nay sẽ cho ba và con bạn thân à, không xa rời. Bạn thân à, không xa rời. Chai lăn bên đường thì nên quăng đi đâu? Để xem chai nhựa này nên quăng đi đâu? Chai lăn bên đường thì nên quăng đi đâu? Nhìn thùng rác ta phân loại. Nhựa như chai này thì mình cho vô đây, rác như chai nhựa thì mình cho vô đây, rác như chai nhựa thì mình cho vô đây. Có thùng rác ta phân loại. Ta có cái thùng thì nên quăng đi đâu? Thùng dây cưng này thì nên quăng đi đâu? Ta có cái thùng thì nên quăng đi đâu? Nhìn thùng rác ta phân loại. Thùng dây cưng này thì mình cho vô đây,
lon kim loại thì mình cho vô đây. Nếu lon kim loại thì mình cho vô đây. Nếu lon kim loại thì mình cho vô đây. Có thùng rác ta phân loại. Thủy tinh như vậy thì mình cho vô đây. Thủy tinh như vậy thì mình cho vô đây. Thủy tinh như vậy thì mình cho vô đây. Có thùng rác ta phân loại. Loại ta thế này thì mình nên quăng đi đâu? Để xem thức ăn thừa thì nên quăng đi đâu? Loại ta thế này thì mình nên quăng đi đâu? Nhìn thùng rác ta phân loại. Thùng rác hữu cơ đừng đổi như loại tao. Thùng rác hữu cơ đừng đổi như loại tao. Thùng rác hữu cơ đừng đổi như loại tao. Có thùng rác ta phân loại. Ta nên phân loại vì yêu thương trái đất. Ta nên phân loại vì yêu thương trái đất. Ta nên phân loại vì yêu thương trái đất. Có thùng rác ta phân loại. Cúc ơi, cúc à, hãy mau trả lời tôi nào. Tôi thấy rạp rào vì bao yêu thương đã trao. Hôn nhân trong cuộc sống luôn muôn màu. Tôi thấy tâm hồn vẫn ngọt ngào. Tuyệt vời biết bao cùng ngồi với nhau ở trên chiếc xe đạp như ngày nào. Cúc ơi cúc à, hãy mau trả lời tôi nào. Tôi thấy rạt rào vì bao yêu thương đã trao. Hôn nhân trong cuộc sống luôn muôn màu. Tôi thấy tâm hồn vẫn ngọt ngào. Tuyệt vời biết bao cùng ngồi với nhau ở trên chiếc xe đạp như ngày nào. Cúc ơi cúc à, hãy mau trả lời tôi nào. Tôi thấy rạp rào vì bao yêu thương đã trao. Hôn nhân trong cuộc sống luôn muôn màu. Tôi thấy tâm hồn vẫn ngọt ngào. Tuyệt vời biết bao cùng ngồi với nhau ở trên chiếc xe đạp như ngày nào. Cúc ơi cúc à, hãy mau trả lời tôi nào. Tôi thấy rạp rào vì bao yêu thương đã trao. Hôn nhân trong cuộc sống luôn muôn màu. Tôi thấy tâm hồn vẫn ngọt ngào. Tuyệt vời biết bao cùng ngồi với nhau ở trên chiếc xe đạp như ngày nào. Lắc lư ở trên đường, bán quả trứng té lăn xuống bên đường. Dẫu
đâu ba người hy vọng bà linh của nhà vua cũng không hề ngăn anh bàn chừng thôi chịu thua. Trên đường bạn quả trứng té lăn xuống bên đường, dẫu bao người hy vọng và linh của nhà vua cũng không thể ngăn anh bàn trứng ngồi chiều thua. Hey!
Thưa mẹ, so tom tom.
Em à em à, sao thế anh? Ngón tay bị thương vì anh đông đinh, giúp anh với nào, đau quá đau, mau giúp cho anh bớt đau nào. Rồi đây anh ơi, quấn vào ngay, dù rằng còn đau nín đi cả nhà thương, cả nhà sẽ hôn lên trán anh nhé, vết thương sẽ dịu và mau mau lành. JJ! Xem kia ngọt ngào bao nhiêu.